chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Thưa quý vị, Long An triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao tỷ phần đóng góp của chỉ số tăng năng suất các yếu tố tổng hợp, gọi tắt là TFP, vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Long An thuộc lĩnh vực ngành công thương. Mục tiêu chung của kế hoạch là phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên các ngành lĩnh vực, lấy doanh nghiệp người dân làm trung tâm, thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngành công thương, ưu tiên thu hút đầu tư dự án công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, đặc biệt tập trung thu hút phát triển công nghệ theo xu hướng của cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin tự động hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của tổ chức người dân đối với các lĩnh vực thuộc ngành công thương qua số liệu 3 năm 2021 2022 và ước tính năm 2023, ngành thống kê tính toán cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021 2023 chỉ đạt 5,16%. Với kết quả tăng trưởng này là một gánh nặng không nhỏ cho hai năm còn lại để tỉnh hoàn thành nhiệm vụ 9,2% cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2021, tình hình kinh tế của Long An suy giảm rất nặng nề do đại dịch COVID-19 tác động. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh cả năm 2022 tăng 8,32%, đạt được mức tăng trưởng trên là do sự phục hồi tích cực của nền kinh tế. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng. Năm 2023, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp diễn những khó khăn chung của năm 2021 và 2022 để lại, cộng với những biến động của thế giới ngày càng sâu sắc và phức tạp, làm cho nền kinh tế của Long An gặp khó không ít khó khăn, dự kiến năm 2023 tăng trưởng GRDP của Long An khoảng 6%. Là tỉnh công nghiệp, Long An thu hút hàng trăm ngàn lao động từ các tỉnh thành khác đến học tập làm việc, do đó tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong lực lượng công nhân, người lao động luôn được quan tâm thực hiện theo đó công an tỉnh chủ trì phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục ra soát các điều kiện đảm bảo về trật tự an toàn giao thông tại các cơ quan xí nghiệp nhà trọ công nhân khu cụm công nghiệp đồng thời tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình khu nhà trọ công nhân an toàn giao thông. Ngoài ra, Công an Long An xây dựng chương trình tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho các cấp công đoàn theo tinh thần nghị quyết số 48 của chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ủng tắc giao thông giai đoạn năm 2022-2025, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đoàn viên công đoàn, công dân viên chức lao động, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng thưa quý vị và các bạn thời gian qua đội ngũ cấp quỹ chuyên và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của tỉnh được quan tâm xây dựng chất lượng về mọi mặt nhất là cán bộ trẻ cán bộ nữ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo đó tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ trong cấp quỹ các cấp không ngừng được tăng lên qua từng nhiệm kỳ trình độ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm thực tiễn công tác cũng được tăng cường trong đó nhiệm kỳ 2020-2025 tỷ lệ cán bộ trẻ cấp tỉnh là 5,7% cấp quyền là trên 13% riêng cấp xã lên đến gần 52% đối với tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp quỹ cấp tỉnh cấp quyền là từ 11 đến 14% riêng cấp xã là trên 22% trong nhiệm kỳ tới 2025-2030 tỉnh phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ trong cấp quỹ các cấp đạt trên 15% Long An xác định xây dựng tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ cán bộ nữ là nhiệm vụ quan trọng là một trong những khâu đột phá trong công tác cán bộ bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo của các cấp quỹ đảng mặt trận tổ quốc việt nam và các Tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh đã chủ động tổ chức các phong trào hành động cách mạng hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động nhân dân, mở rộng các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên theo nhu cầu sở thích ngành nghề. Nếu như năm 2013 toàn tỉnh có gần 170.000 đoàn viên hội viên, qua 10 năm thực hiện, toàn tỉnh đã tăng thêm khoảng 30.000 người, nâng tổng số đoàn viên hội viên trong toàn tỉnh là hơn 200.000, chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh. Khi tham gia vào tổ chức đoàn thể thì đoàn viên hội viên sẽ được tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các phong trào hoạt động của địa phương. Không có hồ sơ trễ hạn thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính. Thưa quý vị, đó là những điểm sáng trong công tác cải cách hành chính của xã Mỹ Bình, đơn vị dẫn đầu trong thực hiện cải cách hành chính của huyện Đức Huệ trong thời gian qua. Là một trong năm xã biên giới của huyện Đức Huệ, cuộc sống của người dân còn khó khăn. Năm 2022, xã thực hiện rút ngắn thời gian đối với thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Từ 3 ngày xuống còn một ngày làm việc đối với hồ sơ không phải xác minh. Ngoài ra, từ tháng 4 năm 2023, xã thực hiện mô hình công dân không giết gắn giới, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Mô hình nhận được sự đồng tình của người dân, nhất là những người lớn tuổi. Mô hình này sẽ giúp người dân là kê khai các thủ tục hành chính khi người dân thực hiện các thủ tục như là hậu tịch hoặc là các chứng thực hoặc là các tờ khai bên các lĩnh vực bảo trợ xã hội, lĩnh vực đất đai, dân dân, cán bộ công chức tại bộ phận một cửa sẽ là người trực tiếp giúp người dân viết tờ khai và nộp hồ sơ trực tuyến Thời gian qua, Mỹ Bình không ngừng thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở, quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, thực hiện việc niêm yết bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân xã đối với 93 thủ tục trên 27 lĩnh vực. Thưa quý vị và các bạn, trên 10 năm qua, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Long Cang, huyện Cần Đức không chỉ giúp hội viên học được tính tiết kiệm từ Bác Hồ mà còn thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách đối với những hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Cang chọn chi hội phụ nữ ấp làm điểm triển khai mô hình nuôi heo đất tiết kiệm với 10 hội viên tham gia mỗi hội viên phụ nữ sẽ tiết kiệm từ những việc chi tiêu hàng ngày tùy vào hoàn cảnh mỗi chị có ít góp ít có nhiều phụ nhiều à, ba là ngay chỗ kia hội của chị nhỏ chị giàu đó, làm điểm là chỉ có 10 con heo thôi nhưng mà bắt đầu đó, mình mới nhân rộng ra 6 tổ này khoảng chừng một tổ thì ít nhất là 12 con và nhiều nhất là 17 con nói chung nó nằm ở cái tầm là cũng 5 sáu chục con sau một năm dỗ béo, các chị em sẽ đập heo vào đầu năm học mới hoặc nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Người tiết kiệm ít cũng được 500.000 đồng, nhiều thì cũng được từ 7 cho đến 8 triệu đồng. Số tiền này dùng để các hội viên phụ nữ mua sách vở, quần áo cho con vào đầu năm học mới. Đồng thời, mỗi chị sẽ trích ra một phần để giúp đỡ các hội viên khó khăn. Nôi gương bác hồi xưa tiết kiệm, vì bỏ ống heo mình thấy cái đó cũng được tiết kiệm cho gia đình mình Rồi mình cũng cảm thấy là mình làm một cái việc gì đó Để giúp cho những bé bệnh tật cũng cảm thấy vui Mình thấy những việc đó mình làm mình rất là vui Sinh ra không may mắn bị bệnh trang y bẩm sinh Nên hàng tháng gia đình phải đưa em Trần Ngọc Lệ Chi đi bệnh viện Điều trị rất tốn kém chia sẻ với hoàn cảnh này hàng tháng hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã Long Can trích một phần từ mô hình nuôi heo đất tiết kiệm để tặng quà nhu yếu phẩm nhằm san sẻ phần nào gánh nặng của gia đình nhận được tiền hỗ trợ của bên hội phụ nữ thì rất biết ơn cũng để dành vô mua thuốc hàng ngày cho bé tại vì bé một ngày uống hai hai loại thuốc là một loại là hai mươi mấy ngàn một viên một loại là 7 ngàn thí à, dụ như mà cái quỹ đó còn dư thì cũng để dành riêng đó khi nào bé có mà nhập viện này kia kia nọ thì em sử dụng cho bé không chứ không có sử dụng riêng ra cái phần nào hết học tập và làm theo gương bác từ những việc nhỏ nhất câu nói này đã hoàn toàn đúng với những gì mà mô hình nuôi heo đất tiết kiệm của hội liên hiệp phụ nữ việt nam xã long Cang mang lại ngoài tập thói quen tiết kiệm hơn hết hoạt động này còn giúp chị em nâng cao ý thức trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng xin chuyển sang các thông tin khác lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết đến nay việc thí điểm triển khai làm thủ tục đi máy bay sử dụng sinh trắc học tức là quét dân tay sử dụng thiết bị camera chụp hình nhận diện khuôn mặt đã kết thúc thí điểm theo kế hoạch, nếu thuận lợi, việc ứng dụng này sẽ được triển khai đồng loạt tại các cảng hàng không từ tháng 11 năm 2023. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai áp dụng việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa, đối với công dân Việt Nam VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân, đối với người nước ngoài VNEID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế tổ hợp pháo hoa bên sông Hàn, dòng sông ánh sáng, thí điểm các tuyến du lịch đường thủy mới, du lịch đêm là một số dự án sản phẩm mới sẽ được tập trung triển khai sớm trong thời gian tới để làm mới điểm đến tăng thêm sức hút cho du lịch Đà Nẵng. 9 tháng qua, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục đã khôi phục mạnh mẽ. Tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 5,8 triệu lượt, bằng khoảng 67% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,6 triệu lượt, doanh thu lưu trú ăn uống lưỡng hành ước đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đón hơn 8 triệu lượt khách vào năm 2024, trung tâm du lịch miền Trung cũng phải đối diện với nhiều thách thức, trong đó có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các điểm đến trong nước và quốc tế, cũng như sự thay đổi trong thị hiếu của du khách sau dịch bệnh thưa quý vị và các bạn sử dụng các chi tiết trong mỹ thuật dân gian để sáng tạo tranh đồ họa in theo hình thức mở tám tác phẩm được trưng bày trong triển lãm mang tên đồng giọng tại văn miếu quốc tử giám hà nội mang lại cho người xem nhiều góc nhìn mới lạ các tác phẩm như tiên nữ cánh diều và mái đình cá chép hóa rồng non cao đường dài được khai thác theo các góc sáng tạo cá nhân nhưng cùng có chung cách nhìn về những giá trị truyền thống về đạo học về văn miếu quốc tử giám trong mỹ thuật trong không gian văn miếu quốc tử giám đậm chất truyền thống điểm nhấn về giao lưu văn hóa nghệ thuật và du lịch của hà nội triển lãm được kỳ vọng đưa nghệ thuật đồ họa tới gần hơn với đông đảo du khách trong nước và quốc tế triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 6 tháng 11 tới Các nhà khoa học dự đoán hơn 75% trong số loài thực vật chưa được định danh bị đe dọa tuyệt chủng Bên cạnh đó, khoảng 45% loài thực vật có hoa có nguy cơ tuyệt chủng. Cảnh báo nghiêm trọng này được đưa ra trong báo cáo tình trạng thực vật và nấm trên thế giới năm 2023 vừa công bố. Các nhà nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa nguy cơ tuyệt chủng với các loài thực vật đã được định danh và nhận thấy 77% các loài được liệt kê vào năm 2020 đã bị đe dọa. Họ cho rằng con số thực có thể còn cao hơn và trong 5 năm tới, tỷ lệ đó có thể còn cao hơn nữa, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng không có cây cối, con người cũng sẽ bị hủy hoại. Khoảng 2.000 loài thực vật mỗi năm vẫn đang được phát hiện, mặc dù môi trường sống của chúng tiếp tục bị phá hủy để phục vụ nông nghiệp hoặc xây dựng. Biến đổi khí hậu được coi là mối đe dọa đối với thế giới tự nhiên, nhưng các nhà khoa học cho biết họ đơn giản là không có dữ liệu để đưa nó vào đánh giá về mối nguy hiểm trước mắt. Các nhà khoa học nhấn mạnh việc bảo tồn thực vật trong môi trường sống tự nhiên của chúng cần phải là ưu tiên toàn cầu. Kinh tế Trung Quốc đã có mức tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2023. Đúng như dự báo trước đó của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đây là nhận định được Tổ chức Tài chính hàng đầu thế giới đưa ra mới đây. Ông Victor Gaspar, giám đốc bộ phận tài chính của IMF, cho biết số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong 6 tháng đầu năm nay tăng 5,5% so với năm ngoái, lên mức gần 60 nghìn tỷ nhân dân tệ. Riêng trong quý 2 năm nay, GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng tới 6,3%. Trước đó ông Gaspar cũng cảnh báo, Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức khác nhau, trong đó lớn nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Theo một báo cáo vừa công bố, điểm thi đại học Mỹ theo chuẩn ACT được ghi nhận thấp nhất trong 30 năm qua. Đây là bằng chứng cho thấy tác động to lớn của dịch COVID-19 khiến việc học tập bị gián đoạn và tâm lý học sinh chưa sẵn sàng để vào đại học. ACT, viết tắt của American College Testing, là bài kiểm tra chuẩn hóa quốc tế được sử dụng để đánh giá năng lực học tập của học sinh trung học và là một trong những điều kiện xét tuyển vào các trường đại học Mỹ. Cụ thể, điểm ACT trung bình theo lớp của học sinh trung học Mỹ là 19,5 trên 36 điểm, giảm 0,3 điểm so với năm ngoái. Kết quả trên đồng nghĩa với việc những học sinh mới tốt nghiệp trung học có thể chưa sẵn sàng lên đại học. Báo cáo cũng cho biết điểm trung bình ở các môn đọc hiểu, khoa học và toán thấp hơn tiêu chuẩn bắt buộc cần thiết để đảm bảo học sinh có thể lên lớp trong năm đầu tiên của đại học. Việc tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng vào ban đêm, nhất là ánh sáng xanh từ các màn hình thiết bị điện tử như điện thoại, iPad, có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các chứng rối loạn tâm thần, chẳng hạn như lo lắng và rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Đây là kết quả nghiên cứu được các nhà khoa học Australia công bố mới đây. Các chuyên gia đã thực hiện nghiên cứu trên 86.000 người, con số lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả cho thấy trong số những người tiếp xúc với ánh sáng ở mức cao vào ban đêm, nguy cơ bị trầm cảm tăng tới 30%, trong khi đó những người tiếp xúc với ánh sáng ở mức cao vào ban ngày thì nguy cơ trầm cảm giảm 20%. Đáng chú ý, ảnh hưởng này không phụ thuộc vào nhân khẩu học, hoạt động thể chất hay mùa trong năm. Theo khuyến nghị của các nhà khoa học, để khắc phục những vấn đề trên, đồng thời cải thiện sức khỏe tâm thần, phương pháp hiệu quả mà không cần dùng thuốc là tránh tiếp xúc ánh sáng vào ban đêm. Việc thu phí đối với lượng khí carbon do các công ty thải ra sẽ là một phần quan trọng trong gói chính sách nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu toàn cầu, đồng thời tránh gánh nặng nợ công tăng cao. Đó có thể được coi là công cụ quan trọng trong chính sách khí hậu. Nhận định trên vừa được ông Victor Gosper, trưởng bộ phận phụ trách các vấn đề tài khóa thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đưa ra trong báo cáo mới đây. Theo báo cáo giám sát tài khoá, IMF cho rằng, nếu chỉ dựa vào các biện pháp chi tiêu hiện có nhằm thực hiện các mục tiêu về khí hậu, nợ công có thể phình lên mức tương đương 50% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào giữa thế kỷ này. Do đó, thể chế tài chính này nhận định việc thực hiện gói chính sách hỗn hợp trong đó có mua bán tính trị carbon, đánh thuế carbon, có thể làm giảm đáng kể những tác động về lâu dài của quá trình biến đổi khí hậu đối với nợ công của các chính phủ.